Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high hand và hàng siêu tuyển chọn. Thì video buổi trưa ngày hôm nay thì em Dương lại tiếp tục lên cho anh em sản phẩm áo polo nhà em nhé. Thì hôm nay thì em vẫn đồng giá cho anh em là 199k cho một sản phẩm free ship toàn quốc cho anh em nhé. Anh em nhận hàng thì có thể là mở hàng ra kiểm tra, mặc thử thoải mái. Nếu mà không ưng hoặc không hài lòng về sản phẩm thì xin vui lòng gửi lại cho ship giúp em nhé. Thanh toán giúp em là 30.000 tiền ship phí hoàn về. Hôm nay thì em sẽ tiếp tục mã hôm qua nhé. Thì hôm nay em cũng rất nhiều các cái thương hiệu lớn cho anh em nhé. Có Nike, Adidas, Puma, Nike, Adidas, Puma, Polo Ralph Lauren. Ngoài ra rất nhiều các cái thương hiệu khác anh em nhé. Rồi mã đầu tiên này em lên cho anh em là mã P331 nhé. Một em áo FIFA, áo 2010 đây, áo kỷ niệm của FIFA anh em nhé. Con này là form CS này. Đây anh em nào đi cổ vũ bóng đá hoặc đi làm trọng tài, lấy con này về mặc rất là hợp lý luôn. Đây, con này áo rất mới nhá. Con này mới nó phải đến trên 90% anh em. Áo đen này anh em nhìn. Cổ áo này. Áo đen rất mới luôn, cũng dập hiệu nhá. Đây. Cũng dập hiệu FIFA World Cup này, đây 2010. Mã P331 này, vai 47 bụng 52, dài áo là 68 anh em nhé. Đây, con áo chất liệu cốt tông. Đây, con này mới đi Bangladesh nhá, chất liệu là cốt tông 100%. Đây, tag đây anh em nhé. Áo FIFA. Mã tiếp theo này. Con này là của Thombo này. Thombo áo nguyên tác luôn anh em nhé, áo trắng tinh luôn này. Đây, áo trắng tinh luôn, chất con này sờ cực mượt luôn. Đây, đây có họa tiết theo nhá, tiết theo này. Con này là nó không có cúc đâu anh em nhé. Đây này, con này nó không có cúc đâu. Đây, mặc mình sẽ kiểu mặc ở như này. Mã P332, vai 44, bụng 49, dài áo là 58 anh em nhé. Đây 58, con này là hơi ngắn đấy. Chất liệu là 90% polyester, lại 10% là rayon. Đây, đang này anh em nhé. Áo như mới. Mã tiếp theo này, con này của Anon Palmer nhé. Anon Palmer. Đây, họa tiết theo của nó đây. Đây, họa tiết theo của nó đây nhé. Chỗ này nó hơi bị bẩn. Chỗ này giặt nó ra đây anh em nhé. Đây, chỗ này em cậy nhẹ nó ra. Đây, cúp dập hiệu anh em nhé. Cúp dập hiệu này, áo màu hồng. Mã P333, vai 41, bụng 47, dài áo là 65 anh em nhé. Dài áo là 65 này. Con này thì độ mới nó rơi tầm khoảng độ 90%. Áo của cái thương hiệu này thì là nó là một cái chất liệu mà cọ thân thiện với môi trường ấy. Thế còn giá của nó thì nó sẽ rơi động dao động khoảng 70 đến khoảng độ 100 đô thôi, không phải đắt lắm. Chất liệu cốt tông nhá. Đây, cốt tông của nó làm từ cọ, cốt tông 100%. Thân thiện với môi trường. Ở mã P333, vai 41, bụng 47, dài áo là 65 anh em nhé. Mã tiếp theo này, con này áo của outdoor nhé, áo size tương đối to. Đây, họa tiết theo này, theo cho outdoor nhé. Cúc dập hiệu này anh em nhé, cúc dập hiệu này, đây, nó có viền cổ này. Đây, form size của nó là 5L, áo rất là to nhé. Có viền cổ, viền tay áo, áo thì nó của nó là màu kem anh em nhé, áo màu kem. Mã P334 này, vai 49, bụng 64, dài áo là 72 anh em nhé. Dài áo là 72. Đây, một con áo chất liệu thể thao nhé. Anh em mặc đi thể dục thể thao. Đây, chất liệu là polyester 100%. Áo rất mới nhé. Đây, chất liệu thể thao. Mã tiếp theo là con này nhẹ thế nhỉ. Con này của Harry Vador nhé. Đây, con này cũng áo nguyên tác luôn anh em này. Chất liệu là 70% polyester. Còn lại là cốt tông. Đây, con này nguyên tác này. Đây, bộ này sờ áo này nhẹ tênh luôn, không biết nó làm như nào. Đây, có túi anh em nhé, áo này áo nguyên tác rồi, áo mới tinh này. Ở mã P335, vai 42, bụng 48, dài áo là 68 anh em nhé. Dài áo là 68. Đây, tác này anh em nhé. Đây, áo này áo mới nguyên rồi, trắng tinh luôn anh em nhé. Mã tiếp theo nha anh em nhé, một em áo đá bóng này. Đây, áo nói chung mùa hè đến rồi, anh em cũng sắm dần mấy con áo đá bóng đi đá cho nó oai. Đây, con này là họ tiếp theo luôn anh em này, cực đẹp luôn. Đây, tác của nó đây. Con này chất thể thao nhá, chất polyester 100%. Áo rất là mới anh em nhé. Đây, áo cực mới luôn này. Mã P336 này, vai 39, bụng 46, dài áo là 65 nhé. Dài áo là 65. Đây, đằng sau nó là trơn rồi. Dưới không có tác nhá, chơi tác nó ở trên này hết rồi.
mõ P 336 nhé, vai 39, bụng 46, dài 65. Này, áo rất mới luôn. Tiếp theo này, em áo X Club nhé. Áo này thì là nó cũng thiết kế giống Valentino ấy, toàn là kiểu phong cách cho các chú bác mặc, cúp nào nó cũng tập hiệu này. Đây, con này độ mới nó cũng khoảng 90% anh em nhé, 90%. Mã P 337 này, vai 45, bụng 51, dài áo là 65 anh em nhé. Dài áo là 65. Đây, áo màu nâu nhé, có cái đường kẻ bé bé màu hồng. Đây, các cái đường kẻ bé bé màu hồng. Chất liệu là cốt tông nhé, hàng made in Japan luôn này. Chất liệu cốt tông còn là cực mịn luôn này, mặc rất mát luôn. Mã tiếp theo này, con này áo gốp này, XXIO, áo gốp anh em, áo thể thao gốp nhá. Đây, XXIO. Mã P338, bụng 55, dài áo là 78 anh em nhé, dài 78. Đây, con này áo to anh em, là tầm con này phải tầm khoảng độ 70-80 cân trở lên. Đây, áo gốp anh em nhé, áo thể thao. Chất liệu là polyester 100%, con này cũng made in Japan nhé, tác này. Đây, con này nó là khóa kéo này, khóa của nó là khóa IKK nhé. Đây, mềm áo nó có các cái đường khóa tiết của nó này. Đây, con này áo to. Mã P338 nhé, bụng 55, dài áo là 78. Mã tiếp theo này, áo của Mizuno nhé, áo thể thao họa tiết theo này, của Mizuno này. Đây, cúp của nó làm rất đẹp luôn anh em nhìn này, cúp rất đẹp luôn. Con này độ mới khoảng trên 90-95% nhé. Đây, Mizuno này. Đây, nó có viền này. Đây, viền này. Tay áo này, rất đẹp luôn này. Mã P339 này, bụng 53, dài áo là 67 nhé. Bụng 53, dài 67. Đây, đằng sau nó có chữ tiếp này. Con này là hàng made in China nhé, polyester 100%. Đây, tag này anh em nhé. Mã tiếp theo là em áo của Gap nhé. Đây, áo rất mới luôn của Gap này. Phong sợi XS hàng made in Việt Nam nhé. Áo Gap cực kỳ là bền luôn. Đây, cúp dập hiệu anh em nhé. Cúp này cũng dập hiệu này. Mã P340 này, vai 38, bụng 42, dài áo là 67 anh em nhé. Dài áo là 67 này. Đây, em áo của Gap. Đây, tag này anh em nhé, chất liệu cốt tông 100%. Mã tiếp theo này, con này của Crest Cup này. Đây, bên này áo kiểu bằng màu xanh bộ đội ấy. Đây, bên này theo US Navy. Đây, cúp của nó là cúp mắt mèo nhá. Đây anh em này. Đây, cổ áo rất mới nhá. Mã P341 này, vai 36, bụng 43, dài áo là 61 nhá. Đây, con này tầm anh em là tầm khoảng 50 cân này, 50 cân mặc vừa. Đây, áo màu xanh bộ đội. Chất liệu là 65% polyester nhé, còn lại là cốt tông. Đây, tác của nó đây, rất mới anh em nhé. Mã tiếp theo này, may mà áo Chigo nhé. Đây, tác của nó làm trông rất đẹp rồi em này. Tác là in nhiệt nhé. Cúp của nó cúp dập hiệu này. Đây, độ bớ này cũng khoảng 90%, form size L. Mã P342, vai 40, bụng 50, dài áo là 64 nhé. Đây, áo là 64 đây, màu áo rất là đẹp luôn này. Này, con này 60% cốt tông nhá, con này là polyester. Đây, tác của nó đây. Con này sản xuất tại Indo nhá, Indonesia. Mà tiếp theo này, con này cốt tông rất mịn luôn này. Cốt tông con này cực thích luôn này. Đây, con này của Chao Chet. Đây, áo thương hiệu Nhật nhá. Đây, họ tiếp theo này. Cúc của nó thì nó là cúc trơn anh em nhé, cúc trơn này. Con này mới nó khoảng độ 90%. Mã P343, vai 41, bụng 48, dài áo là 68 anh em nhé. Đây, áo rất mới luôn đấy. Đây, con này cốt tông của nó mềm lắm, nó mỏng. 50% cốt tông nhé, còn lại 50% là polyester. Đây, tag này anh em nhé. Đây, con này áo kiểu áo size L ấy. Mã tiếp theo này, con này nguyên tác luôn này, Kenner House. Đây, con em áo kiểu vintage này. Đây, nguyên tác ở đây trên này. Đây, con này mới khoảng 90% anh em nhé. Đây, trên này nó kiểu giả bò ấy này. Có túi này,
túi này, cúc của nó làm rất đẹp luôn này, cúc đồng. Mã P344 này, vai 45, bụng 51, dài áo là 67 anh em nhé, dài 67. À, con này là chất liệu là cốt tông nhá, cốt tông 100%, tag đây anh em nhé. À, mã tiếp theo này, à, con này lại của X-Club tiếp nha anh em nhé. Áo hồng này, áo hồng nhưng mà nó phối với cái màu xanh trông rất là sang nhé. Cúc của nó cũng là cúc dập hiệu này. À, độ mới con này cũng khoảng 90% anh em nhé, áo rất mới đấy. Mã P345 này, vai 40, bụng 49, dài áo là 67. Dài áo 67 này. Đây, con này chất liệu cốt tông nhá, cốt tông 100%, đây tag này anh em nhé. Đây, con áo màu rất hay luôn này. À, mã tiếp theo này, con này của Earth Club này, này. Earth Club này. Đây, cúc của nó làm này, cúc vỏ sò nhá, cúc làm bằng vỏ sò này anh em nhé, rất đẹp luôn. Áo trơn này, cái phong cách kiểu đơn giản nhá, nó có các cái đường kẻ sọc nhá anh em nhé, đây có cái đường kẻ sọc này. Ở mã P346 này, vai 46, bụng 51, dài áo là 67 anh em nhé, dài áo là 67. Đây, con này là chất liệu cốt tông 100%, đây, tag này anh em nhé, cốt tông 100%. À, mã tiếp theo này, ngoài mã polo wrap red nhé, con này màu hồng, form size M này. Đây, chất con này cực mềm luôn anh em ạ, chất cực mềm luôn. Đây, mã tiếp theo này, đây, cốt tông cá sấu nhé. À, mã P347, vai 42, bụng 46, dài áo là 69 anh em nhé, dài áo là 69. Đây, mã polo wrap red. Chất liệu của nó là cốt tông 100%, con này là made in Japan, này tag này em nhé. Ở mã tiếp theo này, mà em Puma, con này đẹp lắm, con này nguyên tác luôn anh em này. Đây nó còn có giá đây luôn này. Con này giá bình thường của nó là 8.000 yên, 8.000 yên là khoảng triệu sáu triệu bảy đấy anh em nhé. Này đang được sale off còn 4.000 yên, vẫn còn gần triệu. Ở mã P348 này, vai 42, bụng 49, dài áo là 67 anh em nhé. Đây. Mà em Puma nguyên tác, màu rất đẹp luôn. Đây, ngoài tác của nó này. Mã P348 nhé, vai 42, bụng 49, dài áo là 67. Đây, cúc dự phòng, tác thế con này mới đi Việt Nam nhé. Đi Việt Nam. Đây. Và bán là bán ở store Nhật anh em nhé. Bán ở store Nhật. Đây, bên này có họa tiết in này. Đây, in này, in Nhật. Ở mã tiếp theo anh em nhé, mà em polo wrap Lauren tiếp tục này, con này màu hồng nhá, đây màu hồng này, họa tiết theo này, form size L này, form size L nhé. Đây, con này thì em nhìn nó không được mới lắm, con này em bán rẻ 100.000 cho anh em nhé. Ở mã P349, vai 42, bụng 52, dài 64 nhá, 100.000 mà em wrap Lauren, con này hơi cũ tí. Rồi, cốt tông 100% nhá, con này cũng made in Japan, đây cốt tông. Ở mã P349 nhé, P349 100. Ở mã tiếp theo này, con này của Mr. Junko nhé. Con này là hãng làm rất nhiều áo, áo gốp này, rất nhiều áo sang nhé. Ở mã P350, vai 49, bụng 62, dài áo là 69 anh em nhé. Dài áo là 69. Đấy, con này thì mới, con này mới khoảng trên 90%. Mr. Junko, tem đỏ. Đây, chất liệu của nó là chất liệu... cốt tông nhá, cốt tông 100%, tác rất mới này. Đây, cúc dự phòng này. Đây. Ở mã P350 nhá, vai 49, bụng 62, dài áo là 69, bụng 69, dài áo 69. Ở mã tiếp theo này mà em Fila nhá. Fila rất đẹp này, họa tiết theo anh em nhá. Tiết theo này. Đây, con này cũng mới khoảng 90% nhá. Đây. Đây, cổ nó có chữ Fila Italia này, này nhìn này. Đấy, cúc nào của nó cũng dập hiệu chữ Fila nhé anh em nhé. Fila. Đây. Ở mã P351 này, vai 42, bụng 53, dài áo là 64 nhé. Dài áo là 64. Này,
Đây, con này là chất liệu 65% là polyester, còn lại là cotton. Đây, tác con này hơi mờ một tí thôi. Đây, này mà cũng fila. À, mã tiếp theo này, con này áo Valentino nhá. Áo Valentino này anh em. Đây. Tiếp theo này, con này có cái nào nó bị cắt mất cái tác ở trên này thôi. Đây. Đây, độ mới con này nó rơi tầm khoảng độ 88%. Đây. Đây là bị cắt mất cái tác ở trên này anh em này. Đây. Đây, họa tiết cúc tập hiệu này, Valentino này. Đấy, con này nó bị cắt tác với cả độ mới nó rơi tầm khoảng 85-87% thôi ấy. Thì con này em cũng bán rẻ cho anh em là 100.000 thôi anh em nhé. Mã P352, vai 46 bụng 52, giá là 73 nhé. Đây, Valentino, đây con áo mua mới tầm vài củ đây. Em bán cho anh em về mặc thử 100.000. Tác dưới nó vẫn còn 60% cotton nhé, còn lại là polyester. Đây, tác này anh em. Đây, 100.000 này nhé. Mã P352, vai 46 bụng 52, giá áo là 73. Mã tiếp theo này, Banana Republic này, con này mới lắm anh em ạ. Mã tiếp theo này. Đây, con này áo trông cực sang luôn anh em nhé. Đây, họa tiết của nó này. Em nhìn họa tiết quần áo này. Đây, họa tiết in chìm các cái hình hoa ấy, hoa nó kiểu màu nó cũng giản dị thôi. Đây. Form size M này, hàng sản xuất tại Ấn Độ nhé. Cúc của nó thì con này là cúc trơn nhưng mà nó bóng ấy, nó bóng nó làm rất đẹp luôn này. Con này độ mới tầm 95% nhá, áo như mới. Mã P353, vai 43 bụng 50. Giày áo là 68 nhá anh em nhá. Giày áo là 68. Đây, cotton 100% sản xuất tại Ấn Độ, tác như mới này. Mã tiếp theo này. Con này áo For You. Đây, họa tiết thêu rất đẹp luôn anh em nhé. Thêu cực đẹp luôn. Cúc con này nó làm cũng đẹp cơ. Đây, anh em nhìn này. Đấy, cúc cực sang luôn. Đây, con này độ mới khoảng 90%, form size M. Mã P354, vai 48, bụng 53, giá áo là 68 anh em nhé. Giá áo là 68 này. Con này 50% cotton nhá. Con này là pha với cả rayon. Hàng mới đi Japan luôn anh em nhé. Mình Japan luôn. Đây, một con áo trông rất sang luôn. Mã tiếp theo này, Phước Đào là áo của Mỹ. Mã tiếp theo là con này đen nhé, áo màu đen trơn. Đây, đen, con này rất mới đấy. Con này, đây, cúc của nó màu là màu nâu nhé. Con này mới phải 95%. Con này nó bị bong ở đây rồi. Con này để tặng này, đây này, con này nó bị gọi là ép hoặc kiện này. Ở mã P355 nhé, vai 44 bụng 47, giày áo là 66 nhé, em phải tặng mã P355. Tiếp theo này, con này là nguyên tác này, áo của Gap, nguyên tác anh em nhé. Đây, màu nâu rất là dễ mặc này, các chú các bác rất thích màu này này. Cúc của nó này là cúc màu nâu đậm trơn này. Đây, cúc này chất sờ mềm lắm. Ở mã P356 này, vai 49 bụng 45, giày áo là 65 anh em nhé. Giá là 65 này. Đây. Đây, chất áo con này cotton dày nhá. Cotton kiểu nó sợi to ấy, rất là mềm luôn. Đây, chất liệu cotton 100%. Mã P356, vai 39 bụng 45, giá là 65. Mã tiếp theo này. Con này là con áo 003 Never England Land. Đây, họa tiết thêu này, cực to luôn này. Hai bên đều thêu rất to anh em nhé, rất nhiều cờ Mỹ ở đây. Bên này nó cũng thêu số 3 này. Thêu số 3 này. Ở mã P357 này, vai 40 bụng 48, giá áo là 63 anh em nhé. Giá áo là 63. Đây, con này là chất liệu 60% cotton, còn lại là pha với cả polyester, tác anh em nhé. Đây, cho nhà nó thích kiểu áo nhiều hình thêu. Đây, bên này nó gói vạt nhé. Đây, vạt anh em nhé. Đây, áo rất nổi luôn. Ở mã P357 nhé, vai 40 bụng 48, dài áo là 63. Tiếp theo là mấy em Adidas này. Cô con này màu rất đẹp này. Con tiết in nhé, con tiết in chéo này. Đây, con áo nó còn này, các cái đường con áo này rất đẹp luôn. Đây, bên này cũng là in nhé. Đây, bên này cũng là in này.
Đây, Adidas này. Con này mới nó phải đến 95% anh em nhé, 95%. Cúc dập hiệu chữ Adidas này. Cúc dập hiệu này. Ở mã P358, vai 45, bụng 55, giày áo là 70. Giày áo là 70 anh em nhé. Đây, chất liệu là polyester 100%. Hai cúc dự phòng này, mã QR này. Đây, đầy đủ hết. Mã tiếp theo này, một em Adidas tiếp nhé. Mã tiết in này. In rất to đẹp luôn anh em. Con này là áo không cổ. Áo made in China nhé. Công nghệ Climacool. Đây. Ở dưới này. Dưới in tiếp anh em nhé. Mã P359 này. Bụng 48 dài 72 anh em nhé. Bụng 48 dài 72 mấy em Adidas rất đẹp luôn này. Đây. Polyester 100% nhé. Tag này anh em nhé. Tag vào mã QR này. Mã tiếp theo này, con này là Yamamoto. Đây, Yamamoto, áo họa tiết kẻ nhé. Con này mới 90% cho các chú bác mặc này. Mã P360, vai 45, bụng 50, dài áo là 63 anh em nhé. Dài áo là 63 này. Con này là 60% cốt tông, còn lại là polyester. Đây, tác này anh em nhé, con này là made in Japan đấy. Made in Japan. Mã tiếp theo này, em Polograph Lauren này, con này thêu rất to này. Đây, rất nhiều họa tiết thêu anh em nhé. Đây, cực đẹp luôn này. Thêu tiếp này. Đây, thêu này. Đây, Polograph Lauren. Đây, form size M này. Trong màu trắng này anh em nhé. Đây, con này thì độ mới thì tầm 88% rồi anh em nhé. Mã P361 này, vai 44, bụng 50, giày áo là 68. Polograph Lauren, đằng sau lại thêu tiếp anh em nhé, thêu số 3. Polograph Lauren Club. Đây, tác thì cực mới luôn, made in China nhé. Đây, tác mới nhất căng luôn. Đây, cho anh em thích hình ngựa thêu to. Mã tiếp theo này em áo Dunlop nhé. Áo Dunlop, áo thể thao. Form size L. Mã P362, vai 45, bụng 53. Dài áo là 71 anh em nhé. Dài áo là 71 này. Đây, áo rất mới luôn, con này như áo mới ý. Chất liệu polyester thể thao nhé, polyester 100% tác này. Đây, áo như mới anh em nhé. Tiếp theo là áo nguyên tác tiếp này anh em này, này Kenme, áo nguyên tác tiếp anh em nhé. Đây, con này màu cam nhạt, vàng cam hoặc là vàng cam. Mã P363, vai bụng 55 dài 69, bụng 55 dài 69 nhé, em áo nguyên tác. Con này là thể thao, chất thể thao đấy, chất polyester 100% này, tác này anh em nhé. Mã tiếp theo là một em Adidas này. Áo Adidas anh em nhé. Đây, áo Adidas này. Mã P364 này, vai 48, bụng 53, giày áo là 72 nhé. Đây cái hình thêu của nó đây. Thêu Adidas bên này. Con này chất cốt tông nha anh em nhé, Adidas nhưng chất cốt tông. Hàng made in Việt Nam, công nghệ Climalite của Adidas. Độ mới 90%. Đây, màu xanh lá mạ rất là dễ mặc. Mã P364 nhé, vai 48, bụng 53, dài áo là 72. Đây, 65% là cốt tông, còn lại là polyester. Tác đây, mã QR đây. Mã tiếp theo này, mà em Polograph Lauren nhé. Con này form size L này, đội thêu màu hồng. Form size L. Con này độ mới nó rơi tầm khoảng 90 nhé, 90%. Mã P365, vai 44, bụng 51, giày áo là 63. Giày áo 63 anh em nhé. Đây, con này chất cốt tông mà, cốt tông 100%. Con này cũng made in Japan nhé. Đây, tác anh em này. Tiếp theo em Nike này. Nike nhá, chỗ này họa tiết thêu này. Đây, đây là thêu này anh em này. Đây, thêu tiếp nhé. Đây, Nike con này made in Thái Lan. Độ mới khoảng 90%. Đây, cúc của nó làm rất to luôn này. Đây, bên này là hai cúc ẩn.
mã P366, vai 50 bụng 58, giày áo là 70 anh em nhé. Giày áo là 70. Con này cũng chất thể thao nhé, polyester 100%. Đang đây em, made in Thái Lan. Em mới Nike. Mã tiếp theo này, con này Blue One này. Ôi, cái màu lông chuột này rất đẹp này em này. Đây, nó pha với cái màu vàng ấy, đây. Pha với cái màu vàng rất nổi luôn. Đây chỗ này họ tiếp theo này. Đây, pha với cái màu vàng rất đẹp luôn này. Con size XL. Mã P367 này, vai 44 bụng 55. Giày áo là 72 nha anh em nhé. Giày áo là 72. Đây, áo màu lông chuột rất là đẹp luôn. Chất liệu cotton 100%, đa anh em nhé. Mã tiếp theo này, Indian này, con size 100 nhé, con size 100. Mã tiếp theo, theo này, đây, áo rất đẹp luôn này. Đây, độ mới con này 95% nhé, áo như áo mới. Mã P368, vai 47, bụng 46, dài áo là 74, dài 74 anh em nhé. Đây, áo Indian. Đây, này. Con này là hàng Hàn Quốc anh em ạ, made in Korea, chất liệu là cotton 100%, tác này em nhé. Đây, áo của Hàn. Con này rất hay thấy trong kiện Hàn đấy. Tiếp theo là em áo bóng đá tiếp nhé. Con này của Umbro này, Umbro này. Đây, tiếp tục áo bóng đá cho anh em này. Đây, con này là cũng mới khoảng 90% anh em nhé, Umbro này. Con này là 85% là polyester, sản xuất tại Anh luôn, sản xuất tại England Anh luôn, con size số 2. Con này là bụng 52, dài 71 nhé, mã P369. Đây, áo đá bóng. Mã cuối cùng em nhé, cuối cùng này, con này của Sun 68 này, màu xanh đậm này. Con này cotton cực kỳ mềm luôn. Đây, họ tiếp theo, đầu lâu. Đây, dưới lại có số 68 nhé. Đây, lộc phát này anh em nhé. Mã P370 này, vai 45, bụng 54, dài áo là 70 nhé. Dài 70, nên nó có viền tay, viền cổ này. Đây, một con áo rất đẹp luôn. Con này là chất liệu là cotton 100% này anh em này, tác này. Đây, áo rất mới nhé, con này như áo mới luôn. Rồi, về đây em đã lên hết 40 mã áo polo cho video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các chú bác mình đã chú ý quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.